của VNTV. Thưa quý vị, trong chương trình thông báo sinh hoạt cộng đồng ngày hôm nay, chúng tôi xin mời quý vị một lần nữa gặp gỡ sự trở lại của tiến sĩ Nguyễn Phúc Anh Lan. Chị là giám đốc điều hành của Học viện Công dân và Học xá Lyceum. Trước hết, Vân Anh xin chào chị Anh Lan. Vâng, xin kính chào chị Vân Anh và tất cả quý khán thính giả của đài VNTV. Vâng, thưa quý vị, ngày hôm nay tiến sĩ Anh Lan sẽ trở lại với chúng ta tại San Diego để giới thiệu cũng như là mời gọi quý vị đến với một chương trình rất là đặc biệt. Đây là lần thứ ba Học viện Công dân trở lại với San Diego của chúng ta. Đó là chương trình nhạc tính phòng và ra mắt sách Hạ Yêu Thương. Và trước khi đi vào chi tiết của chương trình, Vân Anh xin mời chị Anh Lan có thể cho quý vị khán giả nhắc lại một cách khái quát về sự hình thành Học viện Công dân của chúng ta cũng như những sinh hoạt thường xuyên, thưa chị. Dạ vâng, cảm ơn chị Vân Anh. Thì bắt đầu từ một giấc mơ, giáo sư Nông Duy Trường, tức là ông xã của chúng tôi, bắt đầu là một giấc mơ là vì chúng tôi rất mong muốn có một chương trình để giúp cho tất cả giới trẻ ở Việt Nam có cái cơ hội để học hỏi về nâng cao về tri thức và làm sao để mà mình có thể xây dựng được cái tinh thần dấn thân phục vụ trong giới trẻ, cũng như là làm sao để cho chúng ta có thể mang những kiến thức ở bên ngoài vào trong nước. Thì bắt đầu từ một giấc mơ năm 2005 thì nhà tôi là giáo sư Nông Duy Trường đã từ bỏ cái công việc mà anh ấy rất thích là dạy học để sáng lập ra Học viện Công dân. Thì lúc đầu cái ước mơ của mình là chỉ mong là nếu mà một năm mình có được cả 3 học sinh là mình vui rồi. Thế nhưng mà không ngờ ngôi trường trực tuyến, thì hồi đó mà từ năm 2005 á, cái việc mà học trực tuyến online nó còn rất là mơ hồ. Và ít người thì Học viện Công dân hân hạnh được là ngôi trường trực tuyến đầu tiên mang đến những cái kiến thức về công dân, về lãnh đạo, về kinh doanh, về tất cả những vấn đề mà về phát triển bản thân đến cho tất cả đồng hương của chúng ta khắp nơi trên toàn cõi Việt Nam. Và từ đó đến nay là đã được 17 năm rồi, thưa chị. Thì Học viện Công dân đã từng bước trưởng thành và hiện nay thì đã có được một thư viện trực tuyến, tức là chúng tôi tuyển dịch các dịch phẩm mà những tác phẩm lớn của nhân loại như là của Platon. Thì Platon là triết gia hàng đầu ở Hy Lạp, nhưng mà cũng là người mà hướng dẫn về triết học Tây Phương. Thì giáo sư Đỗ Khánh Hoan đã dịch toàn bộ 3.000 trang của 24 cái cuộc đối thoại của Platon ra Việt ngữ, và chúng tôi đã thành lập được một gọi là Platon toàn tập, và cũng đã có hân hạnh đến để mà trình làng với tất cả quý đồng hương tại thành phố San Diego. Điều mà chúng tôi rất là cảm kích đó là cái sự đón nhận nồng nhiệt và rất là ấm cúng của cộng đồng Việt Nam của chúng ta ở thành phố San Diego, và đó là lý do tại sao chúng tôi muốn trở lại. Và trong suốt 17 năm qua, nó là một cuộc hành trình tuyệt vời, mặc dù gặp rất nhiều khó khăn, nhưng chúng tôi đã vượt qua được là nhờ sự ủng hộ, hỗ trợ của tất cả các quý đồng hương ở khắp nơi, không những là ở Bắc Mỹ mà còn cả ở bên Âu Châu, Úc Châu, và ngoài ra và đặc biệt nhất là sự hướng ứng vô cùng nồng nhiệt của các học viên tại Việt Nam. Và nhờ đó không những chúng tôi đã phát triển được các khóa học, và hiện nay thì có hơn 4.000 học viên đã tham dự các khóa học của Học viện Công dân. Chúng tôi xây dựng được một tủ sách trực tuyến, mà nhân dịp này chúng tôi hân hạnh giới thiệu 2 dịch phẩm mới nhất, là 2 dịch phẩm mà chúng ta sẽ nói sắp tới đây. Và cái thư viện đó đã có được tất cả là 18 dịch phẩm, và trong số đó thì có một số đã được in lại tại nhà sách Omega ở Việt Nam thực hiện và bán rất là chạy ở Việt Nam. Điều đó nó chứng tỏ một điều, đó là cái nhu cầu học hỏi và nhu cầu về giáo dục luôn luôn có ở trong nước, và chúng tôi rất hân hạnh được góp phần trong việc đóng góp vào cái kho tàng về tri thức cho ngành giáo dục ở nước nhà. Vâng, cảm ơn chị Anh Lan. Thưa quý vị, một lần nữa chúng tôi xin được giới thiệu chị Nguyễn Phúc Anh Lan là tiến sĩ PhD. Chị hiện tại là giám đốc điều hành cho Học viện Công dân và Học xá Lyceum. Thưa chị, kể từ lúc hình thành mà chị nói là cái việc lớp học online rất là mơ hồ cho đến ngày hôm nay, và đặc biệt là trong hơn 2 năm vừa qua là đại dịch, thì Vân Anh được biết là Học viện Công dân phát triển một cách
ngoài sự tưởng tượng, chị có thể chia sẻ trong thời gian này thưa chị? Dạ vâng thưa chị, là bởi vì giống như là mình vốn là trường trực tuyến mà hồi trước thì người ta không biết học online như thế nào, nhưng mà đến khi mà tới mùa dịch thì quả thật là quả Học viện Công dân giống như là cá gặp nước, là bởi vì chúng tôi có cái cơ hội để mà tiếp cận được với tất cả các học viên trong quá khứ và trong cái giai đoạn mà dịch bệnh thì họ không có việc gì làm thì họ vào tham dự các khóa học nó nhiều hơn. Thì chúng tôi không những như vậy, chúng tôi còn đóng góp vào một số những chương trình về vấn đề làm sao để mà mình sống một cách hữu hiệu và mình đối phó với những cái vấn đề trầm cảm, những vấn đề khó khăn trong lúc mà chúng ta bị cô lập trong cái giai đoạn mà dịch bệnh không có được đi ra ngoài, không có được gặp ai hết. Thì cái chuyện mà về vấn đề trầm cảm nó xảy ra rất là nhiều, bị stress rồi bị lo lắng. Thì Học viện Công dân đã tổ chức được rất nhiều những chương trình, mà một cái chương trình mà chúng tôi muốn khoe với quý vị đó là chương trình này thì thực ra là do Học xá Lai Xuân đứng đầu, và Học xá Lai Xuân thì hợp tác với Học viện Công dân rất là chặt chẽ trong việc mà huấn luyện cho thanh thiếu niên. Thì chúng tôi mở ra một cái chương trình là trại hè lãnh đạo tuổi trẻ Việt Nam cho các cháu tuổi từ 14 đến 18. Thì lúc mà mới mở ra thì thật sự mình cũng không biết cái sự hưởng ứng của các cháu như thế nào, và cái mục tiêu mà để huấn luyện cho các cháu là về vấn đề đức dục, tức là làm sao để mà mình có thể có những cái giá trị tốt đẹp như là lòng biết ơn, tinh thần trách nhiệm, sự tôn trọng, lòng can đảm và tinh thần dấn thân nối kết. Thì chúng tôi mướn được, có một cái duyên là mướn được 5 em intern rất là giỏi. Và từ 5 em đó thì chúng tôi làm được một cái chương trình là 60 trại sinh tuổi từ 14 đến 18. Và cái buổi học nó chỉ có khoảng 8 ngày. Nhưng mà cái hiệu quả nó vô cùng tuyệt vời. Và các em đã cho biết là những cái chương trình đó nó đã ảnh hưởng đến cái sinh hoạt hàng ngày của các em, giúp cho các em đối phó với tất cả những cái điều khó khăn trong cuộc sống một cách rất là vững vàng. Ngoài ra đó thì các khóa học của Học viện Công dân cũng phát triển rất là mạnh, tức là những khóa về công dân học, tức là làm thế nào để mình làm một người công dân tốt ở trong nước, khóa làm thế nào để mà mình có thể có được cái tư duy phê phán, tức là tiếng Anh nó gọi là critical thinking. Thì cái này thật sự là không phải chỉ có trong nước mà ở ngoài nước chúng ta cũng cần nữa. Thành ra khóa học đó cũng rất là popular, được rất là nhiều bạn trẻ sinh viên tham dự. Rồi những khóa gần đây thì chúng tôi có những khóa như là bây giờ hiện giờ đang có đó là băng giao quốc tế. Là khi mình nhìn vào cái landscape ở Việt Nam, ở nước ngoài, và gần đây nhất là vấn đề giữa Ukraine và Nga cũng như là các cường quốc, thì làm sao để giúp cho các bạn học viên có một cái nhìn tổng quát và biết cách để so sánh. Rồi có những ngành, những khóa học về chính trị đối chiếu, tức tiếng Anh nó gọi là comparative politics. Thì những khóa đó thì hơi nhạy cảm, nhưng mà vẫn được sự hỗ trợ của rất nhiều bạn, mà đa phần là những bạn sinh viên luật khoa, hoặc là những bạn mà cũng có nhà báo, hoặc là những vị mà họ vẫn thường xuyên theo dõi những cái tình hình ở trong nước cũng như là ngoài nước vân vân. Thành ra cái trong cái hai cái năm mùa dịch chúng tôi làm được rất nhiều những chương trình, và ngoài ra đó chúng tôi còn làm được một số chương trình bằng Anh ngữ để mà phục vụ cho tất cả những quý vị nào mà ở khắp nơi trên toàn thế giới, để họ có thể giống như là chống được cái việc mà lo lắng. Bởi vì chắc là chị Vân Anh cũng biết là trong cái thời kỳ đại dịch đó thì tỷ lệ mà các thanh thiếu niên tự tử rất là cao, và tỷ lệ những cái người mà bị depression, bị trầm cảm rất là tăng cao. Thì trong những cái dịp vừa qua chúng tôi cũng có hợp tác với trung tâm sức khỏe tinh thần của Hồng Phúc ở bên Canada để làm nguyên cả một cái series khoảng 6 cái talk show để nói về vấn đề là làm sao để mà chống cự được những cái sự âu lo và trầm cảm, làm sao để mình có thể sống được đời hạnh phúc và tốt đẹp. Và ở Mỹ thì chúng tôi hợp tác với Việt TV và tiến sĩ Ngô Dũng để mà thực hiện cả một cái series khoảng 12 cái talk show về cái title nó là Đời Vẫn Đẹp. Dù đời khó khăn cách mấy, chúng ta vẫn có thể có những cái phương tiện, phương cách để mà đối phó với nó. Nhưng mà trong cái lần này mà sắp tới mà chúng tôi rất là mong để mà đến gặp Quý Đồng Hương là về hai cái cuốn dịch phẩm mới nhất mà chúng tôi nghĩ nó là làm nên lịch sử trong vấn đề dịch thuật của nước nhà. Đó là dịch phẩm
Dante, của Dante tức là thi phẩm có lẽ chị Vân Anh cũng có nghe là ở Ý đó, nó nổi tiếng là trường ca thi, trường thi, mình gọi là trường thi vì nó dài quá, 14,000 câu thơ là của Dante, là Divine Comedy, và giáo sư Đỗ Khánh Hoang dịch là chuyển ngữ là hài khúc tuyệt vời, rất là hay. Và phải nói là đây là lần đầu tiên mà cái của bộ trường thi này được dịch ra Việt ngữ và giới thiệu cho độc giả ở Việt Nam cũng như là trên độc giả Việt Nam trên toàn thế giới. Và dịch phẩm thứ hai thì nó mang tính chất về lịch sử, về vấn đề hoạt động, đó là nguồn gốc của sự bất bình đẳng của Jean-Jacques Rousseau. Thì Jean-Jacques Rousseau rất là nổi tiếng về cái bộ sách mà Khế ước xã hội, thì đã được Social Contract đó thưa chị, thì đã được học về công dân dịch ngay từ ban đầu. Và đây là cái cuốn thứ hai mà ông ta rất là nổi tiếng nói về cái sự nguồn gốc của sự bất bình đẳng. Mà hiện nay thì chúng ta thấy là vấn đề tiếng Anh nó gọi là equity, racial equity, tất cả những cái vấn đề mà về bất bình đẳng nó xảy ra rất nhiều. Cho nên hai cái dịch phẩm này ra đời là một cái sự đáp ứng cái nhu cầu của độc giả ở Việt Nam cũng như là độc giả người Việt mà khắp nơi trên toàn thế giới. Vâng, cảm ơn chị. Vâng, thưa quý vị, đó là lý do tại sao tại San Diego chúng ta sẽ có một chương trình rất là đặc biệt vào ngày Chủ nhật 24 tháng 7 sắp tới với chương trình là Hạ Yêu Thương. Vân Anh được nhớ là năm 2018 chị ha, Học viện Công dân chương trình thứ nhất. Thứ hai là chúng ta có chương trình Xuân Yêu Thương, và lần này lần thứ ba là Hạ Yêu Thương. Vân Anh mời chị Anh Lan nói chi tiết về chương trình cho quý vị khán giả được biết. Vâng, thì tại sao mình chọn chữ yêu thương? Là bởi vì chữ yêu thương là một trong những nguyên tắc căn bản mà Học viện Công dân luôn luôn sử dụng. Chúng tôi nói về tình yêu thương, về cái sự tình người, về nhân bản rất là nhiều trong tất cả những cái chương trình được Học viện thực hiện trong suốt cả 17 năm qua. Và vì sao hạ? Vì mình đang ở mùa hạ. Dạ vâng, thì chúng tôi rất may mắn là có thể mời được một người nhạc sĩ rất là nổi tiếng, và anh ta cũng có những nhạc, dòng nhạc mà rất là nhân bản. Đó là nhạc sĩ Nguyễn Đức Đạt. Thì Nguyễn Đức Đạt có lẽ là một cái gương mặt và không có xa lạ gì lắm đối với cộng đồng của chúng ta. Nhưng mà lần này, mỗi lần mà Đạt đến thì chúng tôi rất thích những cái bài hát của anh sáng tác. Anh hát những bài anh sáng tác và những bài của anh rất là nhân bản và nó rất hợp với chủ đề hạ yêu thương của chúng ta. Vâng, thưa quý vị, ngón đàn guitar của nhạc sĩ Nguyễn Đức Đạt thì chúng ta không cần phải nói thêm thì nó rất là tuyệt vời, phải không quý vị? Và rất là vui là lần này chương trình sẽ được tổ chức tại Community Center, tức là trung tâm sinh hoạt của công ty Astiva, với một cái nơi rất là khang trang, rất là đẹp, cùng building của VNTV Studio thôi, cho nên là một cái địa điểm rất là quen thuộc với quý vị. Và ngoài sự góp mặt về phần văn nghệ của nhạc sĩ Nguyễn Đức Đạt, chúng ta còn có những khuôn mặt với những cái giọng hát được yêu thương tại San Diego, đó là anh ca sĩ Yên Bình, anh hát rất là hay. Và bên cạnh đó chúng ta có sự góp mặt của anh Quốc Phong, anh cũng là một trong những khuôn mặt được yêu thương trong các sinh hoạt văn nghệ tại San Diego, phải không chị? Và thưa quý vị, và bên cạnh đó là một cái điều rất là quan trọng nhất là chúng ta sẽ được gặp gỡ với hai người đại diện của Học viện Công dân, đó là Tiến sĩ Nguyễn Phúc Anh Lan và Tiến sĩ Nông Duy Trường. Và bây giờ thì Vân Anh xin mời chị Anh Lan nói chi tiết hơn về chương trình và mời gọi quý vị khán giả đến với chúng ta thật là đông trong buổi chiều 24 tháng 7 sắp tới, thưa chị. Vâng, thì thật ra cái buổi ra mắt là hai dịch phẩm, nhưng mà hai vị dịch giả sẽ không có sang được là bởi vì các vị là đều trên 90 cả. Tuổi trên 90 mà vẫn làm việc 8 tiếng một ngày để cho ra được cái thi phẩm này, thì quý vị biết là cái tinh thần làm việc của các vị dịch giả này tuyệt vời đến thế nào. Và chúng tôi vừa mới thực hiện xong một chương trình ngay tại thành phố Toronto, Canada, và có được sự hiện diện của hai vị dịch giả, và chúng tôi quay video và sẽ trình chiếu những lời chia sẻ của những vị dịch giả này. Thì điều mà chúng ta đến với nhau ngày Chủ nhật vừa sắp tới 24 tháng 7 thì chúng ta sẽ có những giây phút rất là tuyệt vời khi mà chúng ta có thể hàn huyên, tâm sự, chia sẻ với nhau những cái câu chuyện mà sau mùa đại dịch.
mình cứ tạm gọi là sao cho nó hấp dẫn, phải không chị? Chứ thật ra chúng ta còn đang đối diện với nó, nhưng mà ít ra là chúng ta có cái cơ hội và được phép để mà tổ chức những cái buổi mà chúng ta in person như thế này. Và chúng tôi cũng có dịp để chúng tôi tri ân tất cả những quý đồng hương đã hỗ trợ trong suốt cả những năm qua, và để giáo sư Nông Duy Trường có dịp để mà chia sẻ với quý vị một số những thành quả mà Học viện Công dân đã thực hiện được trong suốt thời gian mà đại dịch vừa qua. Vì ngay trong đó đó, nhưng mà cái điều mà hay ho nhất đó, đó là chúng tôi nghĩ đó là cái chương trình nhạc thính phòng do nhạc sĩ Nguyễn Đức Đạt sẽ trình diễn, và cùng với lại giọng ca đặc biệt của anh Yên Bình và tài nghệ của nhạc sĩ Quốc Phong. Cho nên chúng tôi rất là mong quý đồng hương sẽ đến rất đông và hoàn toàn miễn phí. Chúng tôi đã được sự hỗ trợ, cũng nhân đây xin cảm tạ sự hỗ trợ của trung tâm Astiva Center, bác sĩ Trí và phu nhân, cùng với lại Fortitude Foundation, chị Phương Anh, đồng thời một sự hỗ trợ hết lòng của tất cả các anh chị trong ban tổ chức là anh chị Dương Thanh Phong và Phượng Bảo và chị Vân Anh cùng VNTV đã hỗ trợ cho chúng tôi rất nhiều trong công việc mà để thực hiện được chương trình ngày hôm nay. Thì rất mong được đón tiếp tất cả quý đồng hương đến tham dự. Và quý vị, ngoài những cái dịch phẩm mới đó thì chúng tôi cũng mang thêm một ít dịch phẩm, không phải là dịch phẩm mà là tác phẩm đầu tay của chúng tôi, là Living in Grace, tức là sống với Grace, sống đời đẹp nhất ngày hôm nay, Living Your Best Life Now. Và hy vọng là bản Việt ngữ chúng tôi sẽ hoàn thành vào cuối năm nay để mà giúp cho tất cả các quý đồng hương. Vâng, thưa quý vị, một điều rất là vui và thú vị đó là kể từ lần gặp mặt của Học viện Công dân, đó là chương trình Xuân Yêu Thương mà chúng ta tổ chức vào năm 2020. Thì cho đến nay thì Học viện Công dân khi đến với San Diego thì có sự hợp tác, đặc biệt là những người hợp tác với Học viện Công dân là những thầy cô dạy Việt ngữ tại San Diego. Cho nên chúng ta thấy là có sự kết hợp rất là tuyệt vời, phải không chị Anh Lan? Dạ đúng rồi. Một lần nữa mời quý vị nhớ để dành buổi chiều ngày Chủ nhật 24 tháng 7 sắp tới, từ 2 giờ chiều đến 5 giờ, 2 giờ chiều đến 5 giờ chiều, chương trình văn nghệ mà chúng ta sẽ được thưởng thức một chương trình văn nghệ thật là đặc sắc, thật là buổi chiều thật là êm đềm, gặp gỡ với các anh chị đã dấn thân trong công tác phục vụ của Học viện Công dân. Chúng ta gặp gỡ nhau nữa quý vị, suốt trong 2 năm vừa qua nhiều khi cũng không có cơ hội để mà chúng ta gặp gỡ với nhau. Quý vị ơi, cũng như là chị Anh Lan, cái trung tâm sinh hoạt của Astiva là một cái nơi rất là khang trang, rất là rộng, rất là thoải mái để cho quý vị có thể đến. Cho nên Vân Anh mong rằng chúng ta sẽ đến thật là đông, chật hết kín hết khán phòng của trung tâm sinh hoạt Astiva. Tại vì giống như chị Anh Lan nói, chúng ta không biết được ngày mai sẽ như thế nào, phải không chị? Thành ra còn gặp nhau được ngày nào thì chúng ta cố gắng sắp xếp để gặp nhau. Chúng tôi cũng rất là tri ân, chân thành tri ân tất cả quý vị Mạnh Thường Quân đã hỗ trợ cho Học viện Công dân trong suốt thời gian qua. Chúng tôi cũng có một số thân hữu đã góp tay với Học viện Công dân ngay từ những buổi đầu tiên cho đến bây giờ. Thì chúng tôi cũng rất mong được có sự hiện diện và có mặt tất cả quý vị, những người bạn mới, những người bạn cũ, và tất cả mọi chúng ta cùng nhau mình ca ngợi tình yêu thương chính mình và yêu thương mọi người để cho cuộc sống này nó được tươi đẹp hơn. Và chúng tôi cũng hy vọng là có dịp được đón tiếp quý vị để có thể tri ân quý vị một cách tận tình, là với sự hỗ trợ của quý vị để cho Học viện Công dân có thể có được ngày hôm nay. Vâng, thưa quý vị, và một lần nữa Vân Anh xin hẹn gặp tất cả quý vị trong chương trình nhạc thính phòng Hạ Yêu Thương, họp mặt thân mật cùng Học viện Công dân vào ngày Chủ nhật 24 tháng 7 sắp tới, từ 2 giờ cho đến 5 giờ chiều. Quý vị nhớ đến sớm nha quý vị, chúng ta có thể gặp gỡ hàn huyên với nhau tại Astiva Activity Center, tức là trung tâm sinh hoạt Astiva. Quý vị nghe mà quý vị nói ồ cái chỗ này ở đâu thì quý vị yên tâm, đó là cùng building, cùng một cái cùng nơi với lại VNTV Studio, cho nên quý vị yên tâm là một cái địa điểm rất là quen thuộc của chúng ta. Và quý vị nhớ đến quý vị, Vân Anh rất là mong được gặp gỡ tất cả quý vị. Lời cuối cho chị Anh Lan dành đến cho quý khán thính giả tại San Diego. Chúng tôi rất mong được đón tiếp quý vị đến với Học viện Công dân và hai dịch phẩm đầu tiên của năm 2022.
Đồng thời chúng tôi cũng rất mong được đón tiếp quý vị để cùng nhau chúng ta trải nghiệm những cái chương trình nhạc tuyệt vời với nhạc sĩ Nguyễn Đức Đạt và các ca sĩ thân hữu tại địa phương. Chúng tôi rất mong được đón tiếp quý vị. Xin chúc cho Học viện Công dân càng ngày càng thành công, được phát triển khắp mọi nơi, và chúc cho chương trình Hạ Yêu Thương của chúng ta cũng sẽ thành công và đón nhận được nhiều nhiều hơn nữa sự yêu thương của quý khán thính giả tại San Diego. Cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý vị và các bạn. Cảm ơn chị Anh Lan. Hẹn gặp tất cả quý vị vào chiều Chủ nhật 24 tháng 7 sắp tới tại chương trình Hạ Yêu Thương. Chúng tôi xin chào tạm biệt. Mùa hè năm nay ở San Diego có gì lạ? Thân mời quý đồng hương tham dự chương trình nhạc thính phòng Hạ Yêu Thương do Học viện Công dân tổ chức vào ngày Chủ nhật 24 tháng 7 năm 2022 từ 2 giờ đến 5 giờ chiều tại Astiva Activity Center. Đến với Hạ Yêu Thương để thưởng thức tài nghệ tuyệt vời của nhạc sĩ khiếm thị tài danh Nguyễn Đức Đạt cùng giọng ca của ca sĩ Yên Bình và nhạc sĩ Quốc Phong từ thành phố San Diego. Đến với Hạ Yêu Thương để có dịp thưởng lãm hai dịch phẩm mới của Học viện Công dân, hai khúc tuyệt vời dịch từ Divine Comedy của Dante do giáo sư Đỗ Khánh Hoan chuyển ngữ và luận thuyết về sự bất bình đẳng của con người của Jean-Jacques Rousseau do giáo sư Dương Văn Hóa chuyển ngữ. Đến với Hạ Yêu Thương để gặp gỡ tiến sĩ Nông Duy Trường, người sáng lập và chủ tịch của Học viện Công dân, để tìm hiểu thêm về chương trình của Học viện, và tiến sĩ Nguyễn Phúc Anh Lan, tác giả cuốn sách bestseller Living in Grace, sẽ phụ trách vai trò điều khiển chương trình. Vào cửa tự do và sẽ có phần ẩm thực nhẹ miễn phí, một chương trình mà quý đồng hương yêu chuộng âm nhạc, nghệ thuật và sách vở, cũng như các hoạt động về giáo dục thì không thể bỏ qua. Ban tổ chức trân trọng kính mời. Mọi chi tiết xin vui lòng liên lạc Dương Thanh Phong qua số điện thoại 858-229-6197, 858-229-6197. Xin trân trọng kính mời.